Em Ngọc Dược Liệu xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay em Ngọc rất là vui được chia sẻ với mọi người một cái sản phẩm của bên gia đình em Ngọc nhé mọi người nhé. Đấy, thì cái sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người đây là cái sản phẩm quả óc chó này mọi người này. Đấy, quả óc chó này thì hiện tại ở trên thị trường được rất là nhiều các gia đình Việt Nam chúng ta sử dụng, đặc biệt là những phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ rất là thích sử dụng quả óc chó này mọi người. Đấy, thì quả óc chó này chứa rất là nhiều omega 3, đấy, có lợi cho hệ tim mạch này. Bên cạnh đó thì quả óc chó thì còn chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất tốt cho hệ xương khớp này, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của chúng ta nhé mọi người nhé. Đấy, quả óc chó này có tác dụng là giúp ngăn ngừa ung thư này, đấy, giúp cải thiện hệ tiêu hóa miễn dịch, giúp chắc xương, khỏe xương. Đấy, bên cạnh đó thì quả óc chó là một trong những loại quả mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao. Đấy, trong quả óc chó này có chứa rất nhiều các vitamin, khoáng chất, omega 3, đấy, protein. Đấy, rất là tốt cho mọi người nhé. Thì chúng ta có thể ăn quả óc chó này hàng ngày, ăn thường xuyên được rất là tốt. Đấy, lưu ý là phụ nữ có thai, lưu ý là chúng ta không sử dụng quá nhiều nhé. Một ngày chúng ta chỉ ăn khoảng tầm vài quả thôi, chúng ta không ăn, chứ không nên ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều thì có thể gây dư thừa chất mọi người nhé. Đấy, những phụ nữ có thai và trẻ nhỏ thì sử dụng cái quả óc chó này rất là tốt. Quả óc chó này có một số cái chất mà giúp chống lại oxy hóa này, ngăn ngừa kìm hãm sự phát triển của ung thư này, giúp phòng ngừa bệnh ung thư rất là tốt nha mọi người nhé. Thì hiện nay nhà em đang có cái sản phẩm của óc chó này, một túi này thì nhà em đóng vào là 1 kg nhé mọi người nhé. Một túi này là 1 kg của óc chó này. Nếu mọi người mà đang tìm quả óc chó trên thị trường nhưng mà chưa biết mua ở đâu, hoặc là chưa tìm được cái đơn vị uy tín, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em Ngọc nhé. Thì nhà em có cung cấp cho mọi người sản phẩm quả óc chó này rất là tốt, chất lượng sạch, đảm bảo an toàn của mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người.